Thanh Thảo và Cương Ngọc. Rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình tạp chí 360. Không chỉ là nơi tổng hợp những thông tin văn hóa giải trí thú vị trong tuần qua, tạp chí 360 còn giúp quý vị khán giả có những góc nhìn sâu sắc và đa chiều về các chuyên mục đẹp hay chưa đẹp, nên hay không nên. Và thưa quý vị, cùng đồng hành với chúng ta trong mỗi chương trình đó là những vị khách mời với những ý kiến cá nhân của mình. Đầu tiên thì cho phép Thanh Thảo giới thiệu khách mời đầu tiên, xin được giới thiệu đạo diễn Lê Hoàng. Và chúng tôi cũng chào đón sự trở lại chương trình của nhà báo Đỗ Tuấn. Và cuối cùng, một nữ diễn viên trẻ rất xinh đẹp, diễn viên My Trần. Còn bây giờ, tạp chí 360 tuần này sẽ bắt đầu với chuyên mục Đẹp hay chưa đẹp. Từ những tờ giấy xi măng, thông qua nghệ thuật khắc giấy chiếu bóng, một nhóm bạn trẻ đã gây ấn tượng bằng việc tái hiện lại một số nét đặc trưng trong văn hóa Chăm Pa. Hoạt động nhỏ của một nhóm bạn trẻ là học sinh sinh viên đã nhận được một số đánh giá tích cực, thể hiện một cách nhìn, góc nhìn nhận mới về văn hóa Chăm Pa hiện còn khá mới mẻ đối với nhiều bạn trẻ Việt. Cũng trong thời gian qua, với mong muốn giúp các bạn trẻ tiếp cận với âm nhạc truyền thống dân tộc, giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê đã tiếp tục duy trì tổ chức những buổi trò chuyện ngay tại chính ngôi nhà của mình. Và hoạt động này thu hút khá đông bạn trẻ, bởi đây là cơ hội để các bạn tiếp cận với các loại hình âm nhạc dân tộc độc đáo. Vẫn là câu chuyện hâm mộ, những bạn trẻ này có lẽ chỉ muốn thể hiện một sự chào đón nồng nhiệt đến thần tượng. Tuy nhiên, cuối cùng chỉ là sự ấn tượng về một sự lộn xộn và hoảng sợ của chính thần tượng. Đôi khi là sự bỏ chạy trước những người hâm mộ nhiệt tình. Và để bám theo thần tượng, không ít bạn trẻ đã đuổi theo những chiếc xe ô tô. Không ai phản đối giới trẻ hâm mộ và thể hiện nó. Tuy nhiên, có lẽ giới hạn và cách thể hiện lại là vấn đề cần quan tâm. Hay à, khi mà đến với cặp tin này thì không muốn hỏi My nè. Không biết là có bao giờ My gặp fan hâm mộ cuồng chưa? Không, My chưa có gặp. Nhưng mà cái trường hợp này My biết rất là rõ. Có một cái cô diễn viên hiện tại rất là nổi tiếng mà xin phép được giấu tên nữa không? Thì cô có rất là nhiều fan hâm mộ đang có đi học và hầu như là làm những cái công việc mà không có đủ thu nhập cho bản thân nữa. Thế nhưng mà để không để làm tất cả mọi thứ mà thể hiện cái lòng hâm mộ cho cô gái này á, là các bạn đó bỏ công việc đến ngay cái chỗ mà cô này quay phim á, có mặt 24/24. Cái chuyện hâm mộ á thì là mình không lên án, không nên lên án, tại vì giới trẻ mà người ta, chẳng lẽ bây giờ người ta đi hâm mộ anh Lê Hoàng, tại vì anh Lê Hoàng cũng lớn tuổi rồi, đâu có ai đâu hâm mộ. Nhưng mà người ta sẽ em hâm mộ thì đó, thì mình không nên. Nhưng mà có những cái mà ví dụ như nó lệch, nó đi lệch ra khỏi cái chuẩn đó, thì mình nên nhắc nhở giới trẻ thôi, chứ tôi nghĩ là cũng đừng nên lên án họ quá sức. Tại chuẩn vì hâm mộ hả anh? Lệch ví dụ như là gây áp lực với gia đình để gia đình phải mua vé, hoặc là mặc dù gia đình rất nghèo. Dạ, thật ra em cũng hâm mộ Hương Ngọc lắm mà có đời nào em cuồng đâu. Nhưng tôi cũng nói có một cái vấn đề như thế này là có rất nhiều nghệ sĩ sẵn sàng bỏ tiền ra, hoặc là những cái công ty tổ chức á, họ bỏ tiền ra để họ thuê những cái fan đó để đi đón nghệ sĩ. Thật ra tôi biết chắc là có những cái cuộc đón ở Tân Sơn Nhất này nè, cái người hâm mộ không có, không phải đâu. Ảo không á, được trả tiền, được mặc đồng phục, được cầm gấu bông đi ra đón đó, cầm làm gần để cho quay lên phim chụp hình thôi, chứ thật ra là không có phải là thật sự cái tỷ lệ hâm mộ trong đó rất là ít. Ở nước ngoài nó là một cái ngành công nghiệp đi theo cái ngôi sao, và Việt Nam mình nếu như thuê cái chuyện đó thì có gì là sai, tại vì mình đã phát triển đúng, đi đúng đường, mà nếu như mà mình có bước nhảy alpha, mình nhảy nhanh hơn người ta thì cũng đâu có sao. Thứ nhất là nó có sự bộc phát, thứ hai nó có sự đua đòi, và thứ ba nữa là ở cái tuổi đấy có cái sự hâm mộ mà nó hơi quá đà như vậy, có lẽ còn hơn là không hâm mộ cái gì. Yeah. Đúng không? Sợ nhất là nó không hộ, nó nhạt nhẽo đâu rồi thôi. Nhưng cái đấy cũng nói cho cùng là nó không có chết đâu. Cái bệnh cũng hết nhanh thôi, Ngọc đừng có lo. Mỗi lần mà có cái chuyện mà fan hâm mộ thì truyền thông có vẻ hơi khắt khe với chuyện này vậy ta. Chú Tuấn, chú Tuấn thấy sao? Toàn là truyền thông tận người già. Tôi á, thì tôi nghĩ gì? Giá như giới trẻ người ta không những hâm mộ những nghệ sĩ không đâu, mà người ta hâm mộ những nhà khoa học, những người khác nữa kìa. Ví dụ như những
doanh nhân trẻ thành đạt, hoặc là những cái nhà khoa học, hoặc là những người đã từng đoạt những cái giải thưởng về toán, về lý quốc tế. Cái đó nó làm cho cái giới trẻ mình cảm thấy mình vui, cân bằng. Yeah. Nó cân bằng, nó mình cảm thấy giới trẻ Việt Nam mình, người ta sống, người ta biết, người ta hâm mộ như vậy thì mình cảm thấy vui lắm. Khi mà nói về những cái người hâm mộ ở đây, mình cũng quên nhắc đến một cái đối tượng mà nãy giờ mình có nhắc mà mình không đề cập đến, đó là một cái nhóm bạn trẻ đã tổ chức cái buổi triển lãm Jamba mà có nằm trong cái tin đẹp của mình, nãy giờ mình chưa có nhắc đến. Điều đó thì cực kỳ là tốt, đó là một cái vấn đề gọi là bảo tồn những cái di sản văn hóa cũng như là kết nối giữa quá khứ với hiện tại. Và đó, những người đó mới là những người đáng cho chúng ta hâm mộ trong cái thời điểm hiện tại. Chúng ta trân trọng cái sự hâm mộ của họ đối với những giá trị văn hóa như thế, đặc biệt là nó thiên về cái truyền thống dân tộc. Ngọc nè, theo Ngọc á thì để trở thành người nổi tiếng là dễ hay khó Ngọc ha? Rồi Thảo định nói gì nói tiếp luôn đi. Thì đó, Thảo hỏi Ngọc vậy đó, Ngọc trả lời Thảo đi. Cũng có thể dễ cũng có thể khó. Thì hôm nay mục tiêu điểm của chúng ta sẽ xoay quanh vấn đề này. Khuôn mặt ưa nhìn, vóc dáng gợi cảm, phát ngôn gây sốc, tung clip khoe thân táo bạo. Những chiêu trò này đã khiến một người đẹp vô danh trở thành người nổi tiếng của làng giải trí Việt chỉ sau một khoảng thời gian rất ngắn. Sự phát triển công nghệ thông tin bây giờ thì việc nổi tiếng cũng rất là dễ. Tại vì mình chỉ cần có một cái máy camera, rồi mình quay phim hay mình đóng vai gì đó. Nói chung là mình làm sao cho nó khác biệt một tí và thì mình sẽ nổi tiếng thôi. Là rất là dễ, chỉ cần chụp những cái tấm hình nó mát mẻ một chút mà show lên các cái trang xã hội ở trên Internet thì rất là dễ để được nhiều người biết đến. Không thể phủ nhận, sau chiêu trò ra mắt gây sốt trên cộng đồng mạng, các người đẹp đã dễ dàng bước chân vào thế giới giải trí. Tự tin xuất hiện trong các sự kiện lớn, liên tiếp nhận các lời mời quảng cáo. Đặc biệt, có người dễ dàng bước vào các lĩnh vực nghệ thuật như ca sĩ, diễn viên, MC. Điều đáng nói, quá trình hoạt động nghệ thuật của họ liệu có được công chúng ghi nhận? Người mẫu mà lớn sân khấu hát thì giọng không có gì đặc biệt, nói chung là cũng chỉ giống như ca sĩ thị trường thôi, ca hát cho vui chính. Hoặc là nhưng mà chuyển qua đóng phim thì họ diễn rất là đơ, họ chưa có một cái gì gọi là đóng mà nó nhập vai hay là nói năng sao cho nó tự nhiên thì chưa thấy. Cái cách mà họ hướng tới không đảm bảo được cái yêu cầu về nội dung, về văn hóa nghệ thuật mà họ gây ra những cái yếu tố như là phản cảm và rất là hạn chế người xem và gây ra cái tác động ngược lại. Nếu mà so với những mặt bằng chung, so với những ca sĩ khác thì đương nhiên là sẽ thấp, chắc chắn là không bằng người ta rồi. Và có thể nói là đôi khi là có những xảy ra những cái thảm họa nhất định. Chắc cũng chỉ là một kiểu lấn sân thôi, chứ chẳng hay, không đầu tư, không có kỹ thuật lắm. Cùng với những người làm nghề chân chính, sự nổi tiếng này có thực sự bền? Nó không thể đem lại một cái giá trị bền vững được. Bởi vì ngay từ đầu họ đã chọn cách ngắn nhất để tiếp cận công chúng. Và họ, cho dù họ có ý nghĩ tốt đẹp đi chăng nữa rằng là cứ tiếp cận công chúng trước được rồi sau đó mình trau dồi sau, thì họ cũng không thể nào làm được cái vé thứ hai đó, bởi vì lúc đó suy nghĩ của họ là khác rồi. Họ chỉ được biết đến nhất thời, nếu mà họ làm chiêu trò thì khi mà họ không có những chiêu trò mới hay là gì đó thì sẽ không còn được nhớ đến. Đã là người có công chúng, muốn sự nổi tiếng lâu dài bền vững thì em nghĩ là họ nên làm những cái điều đó tốt hơn, trao dồi kiến thức cho bản thân mình thì khán giả sẽ có cái nhìn mới và dễ chấp nhận hơn. Công chúng không thực sự ghi nhận tài năng của các người đẹp, thế nhưng họ vẫn nhận được sự săn đón. Phải chăng trở thành một người nổi tiếng? Tôi thì tôi thấy là cái chuyện nổi tiếng hay không thì có cái phần góp phần không nhỏ của truyền thông. Cái điểm mấu chốt ở đây là ví dụ như những cái nhân vật mà hồi nãy giờ các clip có đưa đó mà không được truyền thông đưa lên thì làm sao nổi tiếng? Đúng. Thậm chí là có cái chuyện là cô này đứng chụp cạnh cái xe hay là xách một cái giỏ đó cũng được đưa lên đúng báo, đưa nhập lên thành một cái tiết thì làm sao nổi tiếng? Thì đúng. Nhưng mà theo anh cái điều đó mình có hạn chế được không, mà mình có quản lý được không ở góc độ truyền thông? Thật ra thì ở góc độ truyền thông á thì nếu mà họ không vi phạm những cái gì liên quan đến luật báo chí á, thì cũng khó cấm lắm. Cái vấn đề ở đây là mình phải làm ra một cái hàng rào, mình phải tạo một cái hàng rào về nhận thức, về thẩm mỹ cho
người làm nghề, tức là những người đang làm báo, để giống như một cái lượt trước để lượt những cái vấn đề đó. Và cái độc giả người ta cũng có một cái quan niệm tối thiểu về cái đẹp, như thế nào là đẹp, như thế nào là chưa, như thế nào là tài năng, như thế nào là tai tiếng, để người ta phân định rõ hai cái đó và người ta sẽ sàng lọc và người ta tẩy chay, thì như vậy mới hạn chế được bớt. Em biết với cái góc độ là những người đang có mặt ở đây và xem cái vấn đề này, thì anh Lê Hoàng và cả Khương Ngọc là những người rất là gạn đục khơi trong về những thông tin mình đọc. Nhưng với hình ảnh của một cô mặc bikini như thế này thì cứ click chuột vào và hơi không coi đâu nha. Đó. Như vậy thì thật ra cái lượt view nó càng ngày nó càng cao lên. Và với My Trần thì bạn nghĩ cái góc độ này như thế nào? Là một người nghệ sĩ trẻ. Mình thấy có một cái sự ganh tị nhẹ nhẹ đâu đây nha. Đối với My thì My nghĩ là cái vấn đề cốt lõi ở đây đó là văn hóa đọc. Mình phải giải quyết từ vấn đề văn hóa đọc. Ví dụ như My chẳng hạn thì hỏi những người đó My không biết đâu. Hỏi là hôm nay cô nào sách vở nào, rồi ngày mai cô nào khỏa thân hay anh nào khỏa thân, My không biết. Hoàn toàn khi mình thấy những tin tức đó không bao giờ mình đọc cả. Nếu mà tự tích thì hôm nay nhìn thấy Khương Ngọc mà cái gì nhỉ, mặc bikini trên biển là phải đọc ấy, đúng không? Bởi vì thật ra nó là không thể tránh khỏi cái sự, bởi vì con người ta là ngoài đạo đức ra còn thứ nó gọi là tò mò. Yeah. Đúng không? Không thể nào không được, khiến rằng là thấy những cái tiết kiểu đấy thì là đọc thôi. Nhưng vấn đề là đọc thì nghĩa như thế nào? Ở đây nó trong một trình bày đó thì mình đừng có đau quá. Mình cứ lo cái tốt thôi. Còn cái xấu đó thì gọi là trong một trình bày đó thì nó sẽ cũng như là ba cái sự nổi tiếng của các cái kiểu đấy mà. Vậy thôi chứ người ta cũng quên nhanh lắm. Đúng rồi. Vài tháng sau người ta quên phát đi rồi. Cho nên con đừng có la làng lên nhiều quá. Nhiều khi mình cũng phải để cho những cái cơ quan người ta kinh doanh. Có nghĩa là những cái tờ báo người ta mở ra người ta cũng cần phải lượt view. Và mình giống như bản thân anh Hoàng, ảnh là người có thể ảnh đọc xong ảnh không có suy nghĩ gì hết, ảnh vẫn giải quyết cái khâu là tôi đã cung cấp một lượt view. Đứng ở khía cạnh là một diễn viên được đào tạo tại trường lớp đàng hoàng và làm nghề rất là nghiêm túc, thì mình làm một quá trình dài như vậy mà mình không có kiếm được một miếng tiếng nào. Nhưng mà những cái người này chỉ cần làm những cái hành động một tuần lễ thôi là nổi tiếng. Mình không thể so sánh cái chuyện là mình học hành trường lớp rồi mình lao động một cách chân chính. Nếu như những người thực sự học hành trường lớp và lao động chân chính, người ta sẽ không màng tới cái chuyện là ủa tại sao cái người này chỉ trong một tuần mặc cái đồ đó mà được người ta quan tâm, thì những người đó chưa chắc thì người ta để ý tới những cái thông tin này. Nói cho công bằng thì cuộc sống người ta cũng phải có một sự nó gọi là suy nghĩ, ví dụ người ta thấy người ta đi đường tắt và hiệu quả hơn mình. Nhất là với những nói thật ta như My hay là rất nhiều cái diễn viên hay là rất là trẻ, và cái sự khi họ trẻ như vậy thì họ cũng có sự háo thắng nữa, và họ cũng có sự nói thật ra là cũng trong kiểu mực đó cũng phải là có nông nổi, cái điều cũng không nên trách, cái đấy mới là cái tốt. Thì họ thấy trời ơi sao làm thế kia mà nổi nhanh quá, còn mình cứ nghiêm túc thế này mãi mãi, thì cái đấy cũng là một cái công bằng của nó, cái đấy phải có thôi. Chứ không thể nào mà cứ dừng riêng ôi thì đấy là chuyện của đứa khác, còn mình thì cứ đi đường mình, chả phải thế. Trong nghệ thuật thì để làm một người nổi tiếng giống như anh Ngọc nói là cũng dễ mà cũng khó lắm. Tất cả mọi công việc á mình đều nói là thiên thời địa lợi, nhưng mà nghe nó khác nhau vậy, nhưng mà tất cả đều là may mắn hết. Mình nói ra thì nó đều có yếu tố may mắn trong đó. Còn riêng bản thân My thì My quan niệm một cái điều là mình cứ theo đuổi cái sự ưu tú thì sự thành công tự động nó sẽ đến với mình thôi. Thì mình cứ làm hoài. Nhưng mà My cứ đóng phim của anh Lê Hoàng là lâu nổi tiếng lắm. Nhớ rõ cái điều đó. Nhớ rõ cái điều đó là mà hạn chế đóng phim Lê Hoàng thì mới nổi tiếng lên. Chứ không thì được. Thực tế theo suy nghĩ của em á là mỗi người có một cái mục đích riêng. Ví dụ như những người thích chọn con đường ngắn và đường tắt thì có thể chọn phương án là tôi cởi bộ đồ này và hôm nay tôi xuất hiện và trong vòng một tháng sau tôi mất tích. Còn có những người thì lại thích chọn phương án là tôi trau dồi cái nghề nghiệp của tôi và tôi cứ duy trì cái công việc đó. Thì cái gì cũng có hai mặt và mỗi người tự làm cái công việc đó và sẽ tự nhận lấy cái hậu quả xứng đáng mà cái người đó gieo ra. Em còn trẻ lắm. Mà em hãy nhìn cái gương anh Lê Hoàng đi. Anh Lê Hoàng càng có tuổi, Lê Hoàng càng nổi tiếng hơn ngày xưa. Cho nên mình phải tính lại là cái đường dài. Đúng rồi. Biết là cái đường dài. Không, anh Lê Hoàng. Em rất là đồng ý anh. Và chính vì vậy mà hiện tại em đang đầu tư cho tuổi già nè. Đó. Em phải tính cái đường dài đó. Nhiều khi tới ngày em có tuổi như anh Lê Hoàng em mới nổi lên thì nó cũng là nổi tiếng thì cũng. Như vậy là ngày hôm nay với những cái chuyên mục như là đẹp hay chưa đẹp và chuyên mục tiêu điểm thì chúng ta đã có rất là nhiều những vấn đề thú vị xoay quanh về cái vấn đề đời sống văn hóa giải trí. Và tiếp theo là chuyên mục Việt Nam qua con mắt người nước ngoài. Không biết là tuần này anh chàng Adi sẽ hỏi những người bạn nước ngoài về chủ đề gì đây? Xin mời quý vị khán giả cùng theo dõi. Chị
chào mừng quý vị và tất cả các bạn đến với chuyến mục Việt Nam qua con mắt người nước ngoài của tạp chí 360. Tôi là Adi và tôi rất thích mặc áo dài Việt Nam, nhưng tôi không biết các bạn nước ngoài có nghĩ như Adi không. Mấy các bạn đi cùng với Adi nhé. Yeah, because I like Vietnam and the last 7 winters always I spent my holidays in Vietnam. Yes, I'm from South Germany and we wear leather pants. For example, this is our traditional clothing style. The outfit is, it means is you can have short leather pants or middle long. And normally you wear a blue white skirt because these are the colors of Bavaria. Yeah, it looks very nice, but I prefer it on women, the Ao Yai. My body don't fit, so in this clothes it's more for small people, nice looking people, not so fat people like me. It's a business. Yeah, actually kimono is made from the silk. Japan's kimono is more for women, for more colorful. But for men, more, how can I say, it's an indigo color or something. The fabric is a little bit thick, maybe hot. Yeah, maybe for my wife. Come to travel. Mm-hmm, travel. Yeah, with family. It's beautiful. Thai cause is beautiful, mm-hmm. But Vietnam beautiful than Thai. Because I get an opportunity to come to Vietnam and to show my business what we are, why India is famous for the arts. It's a great. Sometimes I also try it. Really? So how do you feel when wearing it? It's okay. Because when you are, it's like one should say, when you are in a country, so you have to accept what they have. There is a sari, that's a totally outfit that's a very famous in the whole world. And we have a kurta pajama for a man. The tradition, true dresses, one for a man and one for the woman. That's it. Same like the Vietnam. Why? Because I think it's an interesting country. So for me, it should be a nice city to visit. It's very different. It's a traditional clothes in Mexico with a hat. The hat is very different. And it's like mariachi clothes. For women, it depends. You know, the cities in Mexico have a different styles. I think it's nice. I think it's nice. And I don't know, but probably it's comfortable for this weather. I don't know, your weather. Yeah, how you understand? I feel this, it's very hot this. If I even gonna get one, I don't know yet. Hóa ra hầu hết các bạn nước ngoài đều rất thích chiếc áo dài Việt Nam giống như Adi. Họ cũng chia sẻ với Adi về cách ăn mặc truyền thống của họ. Adi rất là hy vọng rằng càng ngày càng nhiều người nước ngoài sẽ biết đến áo dài Việt Nam và yêu mến cách ăn mặc như thế này. Cảm ơn các bạn đã đi cùng với Adi và hẹn gặp lại. Ngọc nè, Adi là người nước ngoài mà Thảo thấy là Adi mặc áo dài cũng hợp quá chứ. Để bữa nào Ngọc thử mặc áo dài dẫn trình xem sao, hay là không có tự tin với body, cho nên là không có tự tin với lại cái ngoại hình của mình, cho nên là ít mặc áo dài. Xin thưa với Thanh Thảo là lần trước chúng ta đã có dịp nói chuyện với nhà thiết kế Ngô Thái Uyên và bộ áo dài là cái bộ mà phô diễn ra rất là nhiều đường cong của cơ thể nhất, cho nên là cái chuyện đó là nếu như có thể thì Ngọc sẽ mặc áo dài để Ngọc dẫn chương trình để phô diễn tất cả những đường cong của Ngọc. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục chương trình với chuyên mục Nên hay không nên. Và chủ đề tuần này thì Thảo nghĩ là rất là thú vị, có liên quan đến nhiều vị khán giả thường xuyên theo dõi truyền hình. Đó là những tin nhắn quyết định cho kết quả của những chương trình, những cái cuộc thi thực tế nên hay không nên. Nếu bạn yêu thích giọng ca này, hãy nhắn tin bình chọn cho cô ấy. Xuất hiện từ nước ngoài, hình thức nhắn tin bầu chọn nhanh chóng du nhập vào Việt Nam và được sử dụng rất nhiều trong các chương trình truyền hình thực tế những năm gần đây. Đơn giản, nhanh chóng, ít tốn kém. Nhưng quan trọng nhất, hình thức bầu chọn này giúp chương trình có sự tương tác với khán giả rõ ràng hơn, vì khán giả chính là người quyết định kết quả cuối cùng. Khi quyền bầu chọn thuộc về khán giả, không chỉ giúp chương trình thu hút người xem mà còn đem lại sự công bằng khi kết quả không chỉ phụ thuộc vào ban giám khảo hay đơn vị tổ chức. Đồng thời, những người chiến thắng sau mỗi chương trình sẽ có một lượng lớn khán giả ủng hộ mình. Tuy nhiên, chính vì kết quả của chương trình phụ thuộc chủ yếu vào số lượng tin nhắn bầu chọn
đã tạo ra không ít tranh cãi không chỉ của những người trong cuộc mà còn ngay chính khán giả của chương trình. Chương trình truyền hình thực tế thì chúng ta nên tôn trọng thực tế. Tôi nghĩ là hơn bao giờ hết những người làm truyền hình, đạo diễn chương trình, những nhà đầu tư phải hiểu rằng chúng ta đang làm cho ai. Nếu như mà chúng ta làm để hướng về số đông, làm là một chương trình và để phát sóng cho tất cả mọi người xem, thì cái việc tôn trọng ý kiến phản hồi của mọi người là một điều rất nên làm. Đúng là cái bình chọn khán giả nó là hơi xui. Đôi khi bằng một cái cảm quan, một cái giác quan nào đó ngày đó, họ vui tự nhiên họ thấy người này hay quá, họ nhắn. Nhiều khi họ mệt quá, họ thấy người này thật sự là người đó hay, nhưng mà họ mệt quá họ cũng làm biếng nhắn. Cái sự đánh giá của anh em đồng nghiệp hoặc là những người làm nghề thì cái này nó sẽ gọi là chính xác hơn. Theo tôi thì là việc đó rất là nên. Bởi vì số người yêu mến thực sự cái người nghệ sĩ trong chương trình đó nó lớn hơn những người mà có ý định là không trung thực, là gian dối trong bình chọn. Suy cho cùng thì đó vẫn là một cái mô hình chuẩn và rất là công bằng. Nhưng mà chúng ta cũng đã thấy là nếu mà chỉ để cho khán giả đánh giá khách quan thôi thì thật sự là đôi khi là tin nhắn mà có thể là chúng ta chỉ cần huy động thật là nhiều hoặc là bỏ số tiền thật là lớn ra để mua thật là nhiều sim hoặc là cái gì đó thì tôi nghĩ cũng là không nên. Đôi khi nó cuộc chơi nó không rõ ràng. Bây giờ có những cuộc thi mà nó không giới hạn số lượng tin nhắn bầu chọn. Thành ra là nếu một thí sinh có cái lực lượng và cái khả năng tài chính lớn, họ hoàn toàn có thể thu gom tin nhắn từ rất nhiều nguồn khác nhau và họ hoàn toàn có thể thắng cuộc bằng chính cái tiềm lực tài chính của mình. Và chúng ta cũng không thể trách móc được bởi vì luật chơi cho phép như vậy. Sử dụng hình thức bầu chọn qua tin nhắn trong các chương trình thực tế hiện nay nên hay không nên? Đương nhiên chúng ta thấy là cái xu hướng này du nhập từ thế giới, bởi vì đa phần tất cả những cái cuộc thi thì đều có cái luật bình chọn qua tin nhắn. Vậy thì khi mà cái xu hướng này du nhập vào Việt Nam, cái hình thức nhắn tin này, câu đầu tiên muốn hỏi anh Hoàng là anh Hoàng có tin vào cái kết quả đó hay không? Nói thật là rất nhiều khi tôi không tin. Đấy. Rất nhiều khi tôi đã... Ở đây là cái này, về suy nghĩ tôi hiểu rằng nếu mà mở rộng câu hỏi của Thảo ra thì tôi bảo cái này không phải nên hay không nên mà buộc phải nên. Bởi vì đây là cái xu hướng chúng ta không thể tránh được. Và nhiều khi rất là nhiều cái chương trình của chúng ta khi chúng ta mua format á, thì nó đã có cái điều ấy rồi, chúng ta không thể bỏ qua được. Nhưng mà tôi thì không tin, bởi vì rằng là tôi có cảm giác là cái này, bởi vì cái tin nhắn này là một cái gì đó nó dễ bị gọi là bị chính cái đây trở thành một cái vũ khí và để cho người ta gian. Bởi vì không thể nào, nó chỉ nên khi mà người ta phải công bố được chính thức cái số lượng tin nhắn thôi. Nhưng mà nếu tôi không nhầm thì rất ít khi làm được điều đấy. Trong những cái chương trình truyền hình thực tế mà bình chọn như vậy á, thì nó không có cách gì hết ngoài cái chuyện phải bình chọn bằng tin nhắn thôi. Chứ bây giờ làm gì để mà tương tác với khán giả bây giờ, nó không có cách gì đó. Thì thế giới nó cũng làm vậy thôi à. Đúng rồi. Nhưng mà cái quan trọng là nên như thế này, nó có một cái giải dành cho khán giả bình chọn thôi. Để làm chi? Để cái ban giám khảo đó mới là những cái người mà có chuyên môn thật sự. Yeah. Người ta sẽ đánh giá, người ta trao cái giải thưởng, nó sẽ chính xác hơn. Yeah. Thực tế là em xin phép cắt ngang ý của anh là tại vì cái xu hướng này một phần là do du nhập từ thế giới, một phần nữa là do ở Việt Nam xảy ra hơi bị nhiều chuyện lùm xùm về chuyện là kết quả của một cuộc thi phụ thuộc vào ban giám khảo hết, cho nên mới có chuyện là có sự can thiệp của khán giả. Sự mà nói thì nếu mình nói những cái chương trình truyền hình thực tế này á, những người đoạt giải để mà được công nhận là một tài năng á, thì tôi nghĩ là không nên. Nó cũng là một cái game. Yeah. Nó là một cái trò chơi. Em xin lỗi anh, em lại phải đổ lỗi cho anh nữa là lỗi của truyền thông. Tại vì bản thân những cuộc thi này là trò chơi, nhưng truyền thông lại gọi những người này là ngôi sao. Thì và đúng đúng, sẽ chính gọi xác. Những người này thì, là ngôi sao thì, theo. Thì tại vì tôi làm truyền thông cho nên không lẽ giờ tôi đổ lỗi cho truyền thông thì nó cũng kỳ. Cái chuyện mà bình chọn kết quả phụ thuộc vào tin nhắn hoàn toàn là nên. Khi mà một cái người khán giả họ bỏ tiền ra để nhắn tin cổ vũ cho cái người thí sinh đó thì cái sự cổ vũ của họ sẽ hơn là họ ngồi không nhìn coi tivi thôi. Thôi thắng cũng được, không thắng cũng được. Cái câu chuyện tương tác. Đúng rồi, khi mà mình đã nhắn tin rồi, anh phải thắng, nhất định là phải thắng. Mà khi mà cái sự cổ vũ đó nó có một cái sức mạnh hơn thì tạo cái động lực lớn hơn cho cái người thí sinh đó. Và thậm chí là sau cuộc thi cho dù tôi không chiến thắng nhưng mà lượng khán giả tôi đã có rồi. Đúng tôi rồi. Sẽ đi tiếp chặng đường. Mình tạm gọi là một trò chơi nào đó, muốn có uy tín. Thứ nhất,
mình có thể thay đổi là tên gọi người chiến thắng của cuộc thi này là ABCD chứ không phải theo như truyền thông nói là ngôi sao. Và thứ hai, có một cái bộ phận gọi là quản lý minh bạch về tin nhắn, thì cái chuyện đó người hâm mộ người ta sẽ tin hơn vào những cái trò chơi đó, người ta sẽ hào hứng tương tác với trò chơi đó. Cái cuộc chơi nào nó cũng không có thể nào đòi công bằng 100% giống như là mình mong muốn được đâu. Dĩ nhiên nó cũng phải có những cái... Coi như là nó có cái góc khuất của nó, đúng không? Nó phải có, mình phải chấp nhận. Nói gì nói, họ vẫn tập trung vào cái chuyện lợi nhuận. Mình phải công nói thẳng ra cái điều đó là không nhà tổ chức nào tổ chức những chương trình thực tế mà để từ thiện hết á. Cái mục tiêu cuối cùng của họ vẫn là lợi nhuận. Khi mà đã vào cuộc chơi thì phải chấp nhận cái chuyện như vậy đó. Là từ nãy đến giờ chúng ta bàn ở góc độ là của những người ngoài cuộc. Ngoài cuộc mình nhìn vào, nhưng mà Khương Ngọc đã từng tham gia vào một cái chương trình thực tế như thế. Và chính bản thân Thảo đã từng ngồi ở nhà để nhắn tin bình chọn cho Ngọc. Vậy thì Thảo hỏi... trượt, đúng không? Đấy, nhưng mà Ngọc vẫn trượt. Nhưng mà Thảo hỏi như này, nếu ở góc độ là một người thí sinh tham gia một cuộc thi như thế thì Ngọc có cảm Ngọc thấy là mình đặt nhiều cái lòng tin vào cái Ngọc chuyện đó không? Cái cú trượt đấy thì trước khi Ngọc trả lời thì là cuối cùng là Ngọc quay ra là căm thù cả ban giám khảo lẫn những người nhắn tin. Ngọc đổ hết tiền vô đi thuê fan hâm mộ đó không? Thôi nhưng mà Ngọc không đủ tiền. Tiền chúng nó nhận rồi và nhắn tin chúng nó không đủ giá đủ tiền. Sao Ngọc sao Ngọc tấn công quá? Ngọc mua thẻ cho nhiều vô thì nhắn là được. Hãy nói tiếng nói của mình đi Ngọc. Đây là những cái tiếng nói mà có ở đây có hai người rất là uy tín nói giùm mình. Mình đỡ phải mất công nói, nhưng mà Ngọc chỉ thấy Ngọc thích cái ý kiến của anh Tuấn. Nhưng mà Ngọc thêm một tí xíu, tức là tất cả những trò chơi thì nếu như để cho quyết định là cái người chiến thắng của cuộc thi á, anh nói là muốn cho cái cuộc thi cái gì công bằng 100% nó khó là không lắm. Khó. Thì em đồng ý với cái đó, với điều kiện cái chuyện mà không tới 100% đó nó có nghĩa là hên hoặc xui, tức là may mắn hoặc không may mắn, chứ không phải là gian lận hay không gian lận. Thật ra Ngọc đừng nên nói chữ gian lận ở đây. Nó là không có gì gian lận. Tại vì theo luật mà người ta có quyền bình chọn và người ta bỏ tiền ta mua sim cho fan để hâm mộ bình cho người ta thì người ta đâu có vi phạm luật đâu. Chứ thí dụ như người ta chỉ nói Ngọc chỉ được bình chọn một lần thôi là khác. Cái số điện thoại của Ngọc chỉ được bình chọn một lần thì nó lại khác. Dạ, vì vậy thì em sẽ sửa lại cái từ gian lận thành cái từ không rõ ràng. Ừ, và cái chuyện và một phần nữa em muốn có ý kiến, em có suy nghĩ của riêng em là đừng có để những cái cuộc thi, những trò chơi trở thành công cụ để thu hút, để thu lợi một cách quá đáng của các nhà đầu tư. Vậy thôi, là mình, tại vì mình không thể phủ nhận được các chương trình thực tế hiện giờ đang rất thu hút khán giả. Nhưng mà như ở góc độ của anh Lê Hoàng á, thường xuyên tham gia làm giám khảo, anh có cảm thấy chạnh lòng khi mà bị kết quả tin nhắn nó lấn át cái kết quả của giám khảo không? Cái đấy có. Cái đấy có, nhưng mà đã ngồi ở đấy thì phải công nhận, phải chấp nhận cái điều đấy thôi. Chứ là đúng là cái cảm xúc của tôi, và tôi cũng các giám khảo khác cũng rất nhiều người nói với tôi như vậy, nữa là họ nghĩ là cái người này phải nhất hoặc là cái này không bị loại thì cái người khác lại bị loại. Thì cái đấy là phải chịu thôi. Trong đây, trong trường hợp này thì rất là cái luật chơi đã cho cái vai trò của ban giám khảo là đứng thứ hai sau cái vai trò của công chúng rồi, thì cũng nên chấp nhận. Em nghĩ là có một cái chương trình truyền hình thực tế mà anh Lê Hoàng làm giám khảo mà được bị anh Lê Hoàng đăng đàn lên là không tôn trọng ý kiến của giám khảo, tự quyết định kết quả. Nhưng mà hôm nay chúng ta đều nhất trí một điều là rất nhiều vấn đề là lỗi tại truyền thông và cụ thể là anh Đỗ Tuấn. Vấn đề truyền thông là vấn đề đầu tiên, anh phải chỉnh sửa lại tí xíu đi. Quan tâm. Đúng rồi, trình tạp chí Tạp Thành 60 hy vọng đã mang đến những giây phút thú vị cho quý vị khán giả. Xin được trân trọng cảm ơn ba vị khách mời ngày hôm nay đã góp mặt vào chương trình. Còn bây giờ, Xuân Ngọc và Thanh Thảo xin chào và hẹn gặp lại.